Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ hộp bảo vệ mạch điện cho pin hybrid dòng xe BMW i8. Bộ hộp bảo vệ mạch điện được công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ theo tiêu chuẩn của BMW chính hãng. Đây là sản phẩm chính hãng được sản xuất tại Morocco. Bộ hộp bảo vệ mạch điện sẽ bao gồm phần dây dắt nè và phần mạch điện nằm bên trong này. Bộ hộp bảo vệ mạch điện được niêm phong bằng tem của nhà sản xuất. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.